Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Nguyễn Dũng Vlog. Thì ngày hôm nay mình về lại chơi lễ đó các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi vòng ở bên bến phà Lộc Giang này. Mình sẽ lên trên thành phố đây. Và ngày hôm nay ở đây mưa rất là nhiều luôn, cho nên bây giờ mình đi đến đây mình bị mắc kẹt rồi các bạn, cho nên mình không thể đi được. Nhân cơ hội này mình sẽ quay lại cái clip cho các bạn cùng xem. Ở đây là bến phà Lộc Giang vào buổi chiều nha các bạn. Buổi chiều đó thì trời mưa rất là nhiều luôn, và hiện tại mình đang đứng ở đây mình để mình chờ bến phà. Ngày hôm nay mình quyết định mình đi đường tắt ở bên này để mình có cái clip cho các bạn cùng xem. Thật sự mà nói là ở đây mưa rất là nhiều, đúng ý như ý mình luôn. Clip là bến phà Lộc Giang chiều mưa nha các bạn. Đó. Hiện tại là ở đây là chưa có cầu để bắc ngang qua cái dòng sông này. Và sau này sẽ có một cái cầu bắc ngang từ bên cái chợ bên kia, nó sẽ bắc ngang qua thẳng ngay cái đường này nha các bạn. Và mình sẽ quay lại cái quang cảnh ở đây cho mọi người cùng xem, mọi người cùng biết, mọi người cùng chiêm ngưỡng rằng ở vùng Long An của chúng ta cũng có một bến phà rất là đẹp, cũng rất là thơ mộng như thế này. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.